Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình bị tạm đình chỉ công tác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Viết Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong 15 ngày từ ngày 31 tháng 7 để phục vụ thanh tra việc tổ chức kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Trong thời gian thanh tra, ông Nguyễn Viết Hiền có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của trưởng đoàn thanh tra và cấp có thẩm quyền, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, một số phụ huynh tại Thái Bình gửi đơn thư tố cáo lên Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Công an, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình về những bất thường trong kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông tại Thái Bình năm học 2024-2025. Theo dẫn chứng mà phụ huynh thu thập được, ít nhất 18 trường hợp tăng điểm số sau phúc khảo ở hai bài thi Toán và Ngữ văn tăng từ 1,25 đến 5,75 điểm một môn thi. Điển hình trường hợp số báo danh 260XXX, điểm số môn toán từ 3,75 lên 9,5 điểm sau phúc khảo, tăng 5,75 điểm. Thí sinh số báo danh 180XXX có điểm môn văn từ 4,5 lên 7,75 điểm, tăng 3,25 điểm. Thí sinh số báo danh 270XXX có điểm môn toán từ 1,7 lên 4,7 điểm, tăng 3 điểm. Liên quan đến những bất thường về điểm thi, như báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 30 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành văn bản yêu cầu thanh tra đột xuất việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tỉnh Thái Bình năm học 2024-2025. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét, quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Viết Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để phục vụ hoạt động thanh tra đúng quy định pháp luật. Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu lực lượng công an, Sở Thông tin và Truyền thông cử cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ tham gia thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2024. Bất thường điểm thi vào lớp 10 tại Thái Bình. Trước phản ánh của người dân về những bất thường trong điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông tỉnh Thái Bình năm học 2024-2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình ngày 30 tháng 7 đã ban hành văn bản thanh tra việc tổ chức kỳ thi này. Theo nội dung công văn do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Lại Văn Hoàn ký, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình nhận được đơn của công dân và dư luận xã hội phản ánh những bất thường về điểm thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 tại tỉnh Thái Bình. Căn cứ kết quả cuộc họp của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 tại tỉnh Thái Bình theo quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình giao Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông cử cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ và đủ điều kiện tham gia thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra, gửi danh sách về thanh tra tỉnh Thái Bình trước 14 giờ ngày 30 tháng 7, trước khi lập danh sách, các đơn vị trao đổi, thống nhất với thanh tra tỉnh về số lượng. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, thanh tra tỉnh có thể mời thêm cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị khác tham gia thanh tra, bảo đảm khách quan, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu Sở Nội vụ Thái Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét, quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để phục vụ hoạt động thanh tra, bảo đảm theo quy định. Trước đó, bà PTG, sinh năm 1977, trú xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, đã có đơn tố cáo những bất thường tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 ở tỉnh Thái Bình đến các cơ quan chức năng và báo chí. Bà PTG bức xúc, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 tỉnh Thái Bình diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6. Tới ngày 16 tháng 6 thì công bố cho tra cứu điểm thi.
Khi thấy điểm thi, gia đình tôi và rất nhiều phụ huynh, học sinh, giáo viên các trường trung học cơ sở trong toàn tỉnh vô cùng bất ngờ và bức xúc bởi điểm số không phản ánh đúng kết quả làm bài của học sinh. Mặc dù được động viên, nhưng con tôi và các cháu bị sốc tinh thần, trầm cảm, tâm lý không ổn định. Cha mẹ luôn phải canh giữ và không yên tâm làm việc trong suốt một tháng. Cũng theo bà Giờ, bước vào kỳ thi tuyển sinh nói trên, con trai bà là học sinh giỏi môn toán. Năm học lớp 9, cháu được tuyển chọn vào trường điểm trong huyện để bồi dưỡng đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông vừa qua, cháu đăng ký dự thi vào trường trung học phổ thông chuyên Thái Bình. Hôm thi về, cháu tự chấm khả năng của cháu, điểm môn toán thường khoảng 9,75, môn văn và tiếng Anh khoảng 8 điểm và điểm môn toán chuyên khoảng 5,5 điểm. Vậy nhưng khi nhận kết quả thi thì môn toán thường cháu chỉ được 6,75, toán chuyên được 4,25, văn được 7,5 điểm và tiếng Anh được 7,8, bà Giờ cho hay. Sau đó, gia đình bà Giờ và nhiều phụ huynh khác nộp đơn phúc khảo. Kết quả phúc khảo, điểm môn toán thường của con trai bà này tăng từ 6,75 lên 9 điểm, tức chênh lệch 2,25 điểm. Kèm lá đơn nói trên, bà Giờ cung cấp danh sách 18 số báo danh của thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 tại Thái Bình mà bà này khẳng định là cũng có sự thay đổi, chênh lệch điểm khá lớn sau khi phúc khảo. Tất cả các số báo danh này đều có điểm tăng sau phúc khảo. Cá biệt có số báo danh 260XXX có điểm thi môn toán tăng từ 3,75 lên 9,5 điểm, chênh lệch 5,75 điểm. Bên cạnh đó, bà Giờ còn nêu một số bất thường khác như trường hợp số báo danh 300XXX, điểm môn toán thường được 10 điểm nhưng điểm môn toán chuyên chỉ được 0,75, trong khi với số báo danh 300XXX, điểm môn toán thường chỉ được 3,5 nhưng điểm môn toán chuyên lại là 8 điểm. Bắt giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang. Vào tháng 1 năm 2024, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang đã bị bắt vì vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát nhiều tỷ đồng. Cụ thể, ngày 17 tháng 1, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thế Bình, 49 tuổi, thường trú thành phố Hà Giang để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí. Thời điểm bị bắt, ông Nguyễn Thế Bình đang giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang. Theo Công an, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang năm 2017. Trong quá trình tổ chức mua sắm, cung cấp thiết bị cho các trường năm 2019 và 2020, ông Bình đã có những hành vi sai phạm như cung cấp trang thiết bị không đúng nhu cầu của các trường, cấp cho các trường không thuộc đối tượng thụ hưởng của chương trình, mua sắm và cấp trang thiết bị không theo quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang. Hành vi sai phạm của ông Bình đã gây thiệt hại và lãng phí cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang điều tra mở rộng. Trước đó, tháng 12 năm 2023, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Vũ Thị Thanh Huyền, 54 tuổi, cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, bà Vũ Thị Thu Hòa, 53 tuổi, cựu kế toán Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Mở rộng điều tra, ngày 10 tháng 1 năm 2024, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Vũ Văn Sử, 65 tuổi, trú tại thành phố Hà Giang, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Tiến Bằng, 58 tuổi, trú tại thành phố Hà Giang, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang để điều tra về hành vi trên. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.